qua các di chỉ Hòn Gai, Cô Tiên, Phương Nam, Đầu Rằm, vân vân. Cũng từ đây, sức sống của văn minh Việt cổ tràn đầy sinh lực, bám sâu trong lớp trầm tích văn hóa tiền sử vùng duyên hải Đông Bắc, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc hời các vua hùng dựng nước. Đó là những thông điệp mà chúng tôi nhận được từ những mảnh vỡ của quá khứ sau khi tham quan bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là niềm phấn khích khiến chúng tôi háo hức ra khơi, ra vùng vịnh, nơi chúng tôi sẽ được chiêm nghiệm những bằng chứng sống động của cư dân Việt cổ. Hang động tiền sử đầu tiên chúng tôi tìm đến là hang Tiên Ông. Đây là một di chỉ thuộc văn hóa soi nhụ, một văn hóa sớm nhất của vùng Hạ Long. Hang Tiên Ông luôn hấp dẫn du khách bởi những nhũ đá nguyên sơ, đẹp và thỏa sức bay bổng trí tưởng tượng. Nhưng điều mà chúng tôi quan tâm hơn cả là những dấu vết người Hạ Long cổ được phát hiện tại hang động kỳ vĩ này. Hang Tiên Ông hiện chỉ còn lại các hố khai quật, các hiện vật đều đã được bảo tồn tại Bảo tàng Quảng Ninh. Những tàn tích thức ăn của người tiền sử còn lại trong hang đã giúp chúng ta hình dung về môi trường sống của người xưa. Em này, đây là tàn tích thức ăn của người thời xưa, kia ở vỏ ốc.